xíu. Nào, ok, Bích xin giới thiệu lại với tất cả những anh chị nha có mặt trong chương sáng nay. Đầu tiên cho Bích chào các anh chị buổi sáng, một ngày đầu tuần, đầu ngày mới, đầu tuần mới, và luôn chúc các anh chị sức khỏe, chúc các anh chị bình an, chúc các anh chị thành công, và đặc biệt luôn bảo đơn tại Robby nha các anh chị. Thì cái Bích nghĩ là cái lối sống của sơ record one. Rồi Bích nghĩ cái lối sống mà thiên về sức khỏe một cách tự nhiên á là cái xu hướng sau này, từ bây giờ trở đi sau này luôn các anh chị, qua cái thời dịch Covid ấy, đúng không các anh chị? Mọi người chú trọng đến cái sức khỏe hơn. Và đặc biệt thì với để cho mình có một cái sức khỏe mà từ bên trong á, thì mình sẽ bằng cách ăn và uống đúng không các anh chị? Còn ở bên ngoài nè, như môi trường, khí hậu, xe cộ thì nó là chung, mình không thay đổi được, đúng không các anh chị? Thì phần còn lại là cái ăn uống, cái đưa vào cơ thể mình thì mình mới chủ động thay đổi được. Do đó là Bích chọn cái mà chủ động, cái lối sống chủ động để cải thiện về sức khỏe, và để có một cái, tức là cái từ cái sức khỏe đó mình có nhiều cái hướng khác đó. Nhưng có một câu nói là khi khi mà có sức khỏe thì bạn có thể thực hiện cả ngàn ước mơ của bạn, nhưng mà khi mà không có sức khỏe thì ước mơ duy nhất của bạn đó chỉ là sức khỏe, đúng không các anh chị? Thì hôm nay á, Bích xin chia sẻ những cái bữa ăn mà hàng ngày của Bích, nó đại diện một, một ít thôi, nhưng mà các anh chị cũng sẽ hình dung bằng những cái thiết bị của Trang. Anh chị sẽ có những cái bữa ăn trong thời gian rất là ngắn và những cái bữa ăn rất là healthy. Mình là một, như Bích nè, là một người phụ nữ, thì với những chị em á, thì sẽ rất phù hợp. Còn với những anh á, anh em, thì khi mà mình có những cái thiết bị này, mình chuyển giao công nghệ đúng không các anh chị, mình chỉ cần thao tác một số những cái thao tác đơn giản thôi, thì những ông chồng hoặc là những người con trai của mình á thì cũng có thể thực hiện một cách đơn giản, không cần phải là quá nhiều thao tác, cũng không phải quá mức nhiều thời gian mà lại có những cái bữa ăn ngon. Phần còn lại thời gian để làm gì các anh chị, để có thể trò chuyện bên nhau ha, rồi để có thể mình làm nhiều việc khác nữa, nhiều việc hơn, để mình có nhiều cái khoản thu nhập hơn, đúng không anh chị? Rồi không làm mất thời gian của các anh chị. Các anh chị muốn biết không, có anh chị nào mà hoàn toàn chưa biết về Bích không ạ? Ở đây thì Bích xin giới thiệu, còn không thì bỏ qua cái đó cho nhanh nha các anh chị. Nếu mà anh chị nào mà muốn Bích giới thiệu, chào Lê Thư, cái nào anh chị mà muốn biết Bích giới thiệu về bản thân đó, thì nhắn lên cô chat, còn không Bích bỏ qua giai đoạn đó nha các anh chị nha. Thì hôm nay á, thật ra là anh chị coi nha, Bích sẽ giới thiệu với anh chị rất là nhiều món. Các anh chị có thích không? Có thích tặng Bích một chàng pháo bông, pháo tim gì đi các anh chị? Hello Dinh Trần. Ui, hạnh phúc quá. Ok, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay nha, thông thường á, các anh chị sẽ rang đậu phộng. Các anh chị nghĩ là mất trong thời gian bao lâu? Những anh chị nào đã từng rang đậu phộng? Bích được một em rất là dễ thương có trong Zoom này luôn tặng cho Bích một cái bịch đậu phộng. Đậu phộng này các anh chị nhìn rõ không? Rõ các anh chị. 5 phút, Nguyễn Hoài là 5 phút. Rõ các anh chị, nhắn lên phút chết thấy rõ luôn. Rất là ngon, màu 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 hơi tím tím, rất là đẹp và nó ngon lắm các anh chị. Nó không có phải giống hồng hồng giống như những cái đậu phộng khác nha. Các anh chị có thể liên hệ với em Lê Thư sẽ một là mua giùm, hai là chỉ cho các anh chị cái mua đậu phộng này rất là ngon. Này là giống như nhà người ta trồng đó, các anh chị, cũng không thuốc không gì mà giá rất là phải chăng nha các anh chị. Rồi em cũng muốn 5 phút, 8 phút gì, 8 phút 170 độ. Dạ chị Dung phớt 2 sao, đậu phộng này ngon nha. Đúng rồi, rất là ngon Vinh đó. Nhưng mà tất cả 8 phút rồi 5 phút, nhưng mà Bích trang cái đậu phộng này trong ít thời gian hơn được không ạ? Các anh chị có thích không? Mà rang là các anh chị phải đứng nha, đúng không? Nếu mà mình rang bằng bếp, ví dụ bếp từ nè, bếp ga, hoặc là bếp củi, bếp than, hay những cái loại bếp khác á, không phải nồi chiên mà nhà cô Trang biết đang dùng á, thì có phải là các anh chị luôn phải đứng đảo tay đều, đúng không các anh chị? Đảo tay đều để mà có thể cái hạt đậu phộng nó đều, nó ngon. Nhưng mà với nhà cô Trang thì nồi chiên không dầu nhà cô Trang thì không cần,
không cần cái điều đó, mà Bích chỉ mất trong phòng là 3 hoặc 4 phút tùy, và nói chung là tùy theo cái lượng đậu phộng nữa các anh chị. Và thông thường á, thì Bích sẽ rang tầm khoảng 2 lạng, 1 đến 2 lạng, nói chung là mình ăn bao nhiêu á thì mình sẽ rang lên. Thứ nhất là nó vừa ngon, cái thứ hai là nếu mà còn á, thì mình không để lâu nó không bị hôi dầu ha các anh chị, mà rất là ngon. Nên là Bích thường là dùng bao nhiêu là Bích rang bấy nhiêu thôi, mà mình có thể là ăn không nè, có thể là làm gỏi nè, đúng không các anh chị, và làm gỏi như muối mè ha, cũng vẫn rất là ngon. Rồi ok ha, lát nữa là sẽ có cái món này. Rồi cái món thứ hai, bây giờ cho các anh chị chọn nha. Món thứ hai là các anh chị cũng bằng nồi chiên nha các anh chị. Các anh chị thường thường ăn bánh phồng tôm á các anh chị, các anh chị làm sao các anh chị, chiên hả các anh chị, phải không các anh chị, chiên không, chứ anh chị chiên là các anh chị phải mất một lượng dầu nữa đúng không các anh chị, lượng dầu mà phải bỏ nhiều dầu. Nguyên tắc chiên là sao, là các anh chị sẽ cho rất là nhiều dầu để làm gì, để nó không thấm lại các anh chị. Ví dụ như các anh chị sợ sợ là sẽ dầu nó sẽ ngấm vào cái thức ăn á, cái thức ăn của mình, ví dụ chiên chả giò nè, chiên bánh phồng cho ít, là nó sẽ không đủ cái lượng dầu nhiều, nó sẽ thấm vào trong những cái nguyên liệu của mình á, nó sẽ không đẩy ra được. Nên là nguyên tắc chiên, các anh chị thấy những cái tiệm nhà hàng hay gì, người ta sẽ có nguyên một cái chảo dầu lớn đó, xong khi chiên xong á là người ta sẽ lấy lên rất là dễ. Mà thông thường chiên á là đầu tiên chị cho nóng, xong rồi khi mà bắt đầu nóng rồi, các anh chị giảm nhỏ bớt lửa lại, rồi các anh chị mới bỏ vô chiên. Chiên xong khi gần tới hết cái mẻ đó nó chín thì anh chị lại cho nóng lên xíu để mà nó đẩy dầu ra, xong rồi các anh chị mới lấy cái đó ra, các anh chị mới để giống như một là dựng như chả giò, là các anh chị sẽ có một cái rổ mà dành cho, gọi là dành cho cái gì, cái gì kêu bằng cái gì ta, cái rổ mà mình hay để chả giò, nó nhỏ nhỏ vậy thôi, hoặc là cái gọi là cái kêu bằng cái gì tự nhiên giờ nó quên ngang vậy đó. Thì nó để vào mà các anh chị dựng đứng lên nha, đừng có chồng lên nhau, tại vì khi chồng lên nhau á là những cái chả giò này á, ví dụ chả giò mới á, nó sẽ cái lượng dầu còn á, nó sẽ thấm vào cái chả giò mà đã lấy ra, nó còn nó nguội rồi đó. Nên là nguyên tắc là các anh chị cứ dựng đứng lên thì nó sẽ ráng cái dầu. Hoặc là các anh chị có thể làm là chiên chả giò lên sơ thôi các anh chị, rồi các anh chị sao để trong tủ mát, mình có thể dùng được 1 đến 3 ngày ha các anh chị, là các anh chị khi cần ăn các anh chị xếp vào nồi chiên không dầu. Hai là các anh chị cũng có thể để vào cấp đông, rồi các anh chị bỏ ra, xong rồi các anh chị xịt cái bình xịt đó, là xịt dầu vô một lớp áo mỏng, tất cả có cái áo một lớp dầu thì cái sản phẩm của mình nó mới giòn nha các anh chị. Còn không chả giò các anh chị vẫn làm trong nồi chiên không dầu, không có dầu cũng được, nhưng mà nó sẽ cái vị á, cái vị ăn nó không có giòn và ngon bằng. Mới ăn thì nó giòn nhưng mà sau đó nó không ngon bằng. Nên từ cái việc mà chuyển đang ngon rất là ngon mà chuyển qua cái nó không hề có dầu là nó cũng không ngon bằng. Mà chưa kể là ví dụ như anh chị nghĩ là không có dầu sẽ tốt, nhưng mà thật ra cơ thể mình vẫn cần một lượng chất béo đúng không anh chị? Đó các anh chị có thể, những ở đây là rất là nhiều anh chị học kiến thức về dinh dưỡng thì sẽ biết là béo chuyển hóa những cái vitamin cho cơ thể, nên mình không thể thiếu nữa. Mình ăn vừa phải đúng không, đủ dinh dưỡng rồi. Thì ở đây á, là Bích Bích hoàn toàn Bích không chiên bằng dầu các anh chị, Bích sẽ dùng bằng nồi chiên. Nó rất là nhanh, các anh chị đoán được là khi mà Bích làm một mẻ mà để bánh phồng á, ăn với gỏi á, thì các anh chị nghĩ là mất thời gian bao lâu, các anh chị thử đoán thôi, anh chị thử đoán là mất thời gian bao lâu, các anh chị có anh chị nào đoán được không ạ? À? Đoán đại đi, các anh chị thử đi, các anh chị thử đoán đi, các anh chị nghe rõ Bích nói không? Nghe rõ Bích nói không các anh chị ơi? Ở điện thoại thì Bích không có thấy các anh chị. Năm phút, dạ ngân trần rồi, em thấy rồi, thấy mọi người tương tác rồi. Bây giờ ok rồi, em thấy mọi người rồi, tại vì ăn nghe rõ, ok, mọi người nghe rõ là được, nghe 5 phút. Bích bích chiên cái này trong 2 phút thôi các anh chị, 2 phút tuyệt vời không các anh chị, làm nóng và bỏ lên 2 phút, các anh chị nhìn có thấy sản phẩm mà Bích dùng không các anh chị? À cái này là một loại, cái này là má chồng Bích gửi cho Bích nè các anh chị, mua ở Cà Mau các anh chị. Nó là bánh phồng tôm Vĩnh Hòa Phát,
nó đạt chứng chỉ của HACCP và ISO. HACCP là về 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 chất lượng về an toàn thực phẩm các anh chị, tất cả những cái về thực phẩm chế biến thủy hải sản phải có chứng nhận chứng chỉ HACCP. Giống như các anh chị coi những cái gì về giống như của Lai Vip hay đạt GMP về thực hành sản xuất tốt là vì có nhà máy các anh chị ha, thì ở đây là về hệ thống chất lượng và cái đảm bảo an toàn về vệ sinh thực phẩm. Thì ở đây là có là Vĩnh Hòa Phát đó, có những cái bánh phồng tôm kiểu như vậy nè, vuông vuông như vậy nè các anh chị đó. Ở đây vị tôm với tiêu đồ gia vị rất là, nói chung là ăn cái loại này rất là ngon. Rồi mà bích bỏ vô có 5 phút ấy, à, quên lộn 2 phút thôi các anh chị, 2 phút thôi mà ăn rất là giòn ngon, không hề dầu mỡ gì. Mình quen ăn cái kiểu mà mình bổ sung cái lượng béo là bằng gì các anh chị biết không? Bằng ví dụ như phô mai, bằng sữa đồ gì đó, thì sen 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 kẽ ha các anh chị. Thì sữa thì Bích dùng sữa không đường ha, rồi hoặc là sữa hạt sen kẽ luôn, chứ mình không phải một một vệt tất cả những cái gì mà một loại nó sẽ không tốt, các anh chị ăn đa dạng lên. Cái thứ hai ý, cái đó là hai rồi đúng không? Hai, một cái là 3 phút, một cái là 2 phút. Thích không các anh chị? Thích không các anh chị? Một buổi sáng trong vòng ví dụ 15 phút hay là nửa tiếng mình có một cái bữa cơm hoặc là bữa ăn hoặc là gì rất là thịnh soạn mà mình vẫn thấy là giống như mình không phải cực nhiều đúng không các anh chị? Trời ơi, mình vẫn có thể mà gọi là luôn luôn xinh đẹp trong gian bếp của mình đúng không? Chứ không phải bù đầu tóc rối như ngày xưa phải chuẩn bị, phải đứng chiên rồi nóng nực các kiểu đúng không các anh chị? Và Bích cũng vừa được một cái em gái từ Hà Nội và cho Bích cái bịch cốm các anh chị, cho Bích cái bịch cốm đây, Bích cắt ra luôn nè, Bích mới lấy hôm qua, mới nhận hôm qua một bịch cốm ở Hà Nội, cốm gọi là cốm cốm tươi á các anh chị. Mùa này là mùa cốm đúng không các anh chị? Những anh chị nào đang ở Hà Nội chú ý, nói luôn nhiệt độ. À nói luôn nhiệt độ hả, rồi ok. Cái đậu phộng nha, đậu phộng thì mình nếu mà các anh chị cứ để bình thường thôi, tức là cái nhiệt độ của máy khi mà mở ra là các anh chị thấy 185 phần 180, thì các anh chị đang đậu phộng trong 3 phút, 3 phút thôi các anh chị, 3 phút thôi. Rồi còn cái bánh phồng nè cũng nhiệt độ đó, cũng 180 đến 185 hoặc là 175 đến 85, thật ra là nhiệt độ nó cũng tăng vậy, nhưng mà các anh chị phải chú ý là làm nóng cái lò trước khi các anh chị cho vào để nướng nha các anh chị. Tại vì khi nóng lò từ khoảng tầm 5 đến 10 phút, thường Bích để 10 phút để cho nóng lò, lò nó sẽ nhiệt nó sẽ ổn, bắt đầu mình bỏ vào là nó sẽ rất là đều và nhanh ha. Rồi các anh chị còn thích món nào nữa không? Này cốm Bích sẽ làm luôn cái phần cốm, nhưng mà cốm thì sao, không để cốm rang hả các anh chị? Cốm rang không, cốm phải hấp chứ đúng không? Cốm là một loại nếp, là loại xôi giống như là nếp tươi á các anh chị. Có anh chị nào ở phía Bắc ở trong Zoom này không ạ? À? Nếu mà có nhắn lên cho Bích biết được không ạ? À? Bích đang ở Hồ Chí Minh các anh chị ơi. Có anh chị nào? Chế độ chiên gà và thịt ba rọi. Dạ, chiên gà và thịt ba rọi. Ui dạ. Các anh chị có ăn thích ăn chân gà nướng không? Chân gà mà rút xương nướng á. Ba rọi, dạ ba rọi một nắng nướng cực kỳ ngon luôn, khỏe, món mồi nhậu của các anh chị em luôn á. À, các anh chị có thể làm sẵn xong để một nắng, mà một nắng các anh chị không cần đem ra ngoài nắng phơi. Các anh chị làm xe trong cái nồi chiên không dầu của mình luôn, xong các anh chị có những cái bịch mà túi zip á, hoặc là các anh chị có những anh chị biết nghĩ là một số anh chị á, rất là dễ thương, sắm luôn những cái máy gọi là ép chân không á các anh chị. Thì mình có thể bảo quản tốt và ngon trong cái tủ đông của mình. Mình đang ở Thủ Đức thành, dạ chị Kiều Linh. iPhone cũng ngoan ngoan. À ngoan đang ở miền Bắc. Ở miền Bắc là cốm, cốm ngon đúng không? Cốm rất là ngon. Đây mọi người có nhìn thấy không ta? Mọi người có nhìn thấy cái miếng cốm này không ta mọi người ơi? Cái này nhỏ quá. À, cốm ngon quá. Rồi, đúng rồi, điện thoại thì không thể chỉnh gì cam mà xịn sò cho nó đẹp được. Nên mọi người đấy, có sao là vậy. Rồi cái mặt Bích Lì cũng 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 sáng dậy thì chỉ có đưa vào Zoom thôi các anh chị, tại vì Bích ở một nhà khác và ở đây cái gian bếp mà Bích đang ngồi với các anh chị là ở một nhà khác nữa, nên là phải di chuyển buổi sáng, nên là không có thời gian để mà xí soạn đẹp được ha các anh chị, nên có gì các anh chị thông cảm giúp Bích nha. Màu cũng hợp với gian bếp vậy, đúng rồi, màu xanh, màu màu Bích rất thích, đúng rồi, rất là ngon các anh chị không.
Nhưng mà mình sẽ hấp đúng không anh chị? Hấp thì với nồi chiên của Chen có làm được không anh chị? Có nha các anh chị, cô Chen có cái nồi mà vừa nướng vừa kết hợp hấp luôn. Nhưng mà hôm nay em Bích sẽ cho các anh chị thấy là tại vì em Bích sở hữu hai nồi lận, một nồi là em Bích chuyên nướng và một nồi là vừa nướng vừa hấp, nhưng mà em Bích sử dụng là hấp. Thì em Bích sẽ một lúc cho các anh chị thấy nè. Không biết các anh chị có nhìn thấy cái gian bếp phía sau của em Bích rõ không ta? Nè, chỉnh chỉnh lại quay được không? Chỉnh lại quay lại. Thôi để vậy đi, bức sợ chỉnh hồi cái không ấy, các anh chị có thấy không các anh chị? Đây, giới thiệu với các anh chị nha. Các anh chị còn nghe rõ Bích không ạ? À? Nghe rõ không ta? Đây là nồi nướng mà kết hợp hấp ha các anh chị. Rồi. Còn ở đây là nồi mà Bích chỉ nướng không? Nướng không? Rồi. Rồi hai cái nồi đó, Bích sẽ hôm nay Bích sẽ cho các anh chị coi nhé. Nhà có điều kiện. Thật ra mấy anh chị cứ nghĩ là sắm như vậy là nhà có điều kiện, nhưng thật ra Bích tính một bài toán cho các anh chị thấy này ha. Mình có thể là mua, mình tưởng là mình mua nhiều, nhưng mà thật ra các anh chị biết nồi niêu xoong chảo nhà Bích sẽ không dùng nhiều, là dùng những cái thiết bị này là chính, chẳng hạn như là máy ép nè, máy sửa hạt nè, rồi hai cái nồi, một nếu mà anh chị chỉ cần một nồi thôi, nếu nồi kết hợp mà với hấp thì càng ok, các anh chị tiện sử dụng. Còn không các chị có cái nồi chiên không kia cũng là ok rồi, tại vì thật ra cái những cái món ăn mình làm á xong rồi kết hợp với cái đó rất là nhanh các anh chị, mà thành một bữa có những cái dinh dưỡng hoàn hảo luôn, mà Bích không nghĩ nó có thể trong một cái khoảng thời gian ngắn. Và đối với bây giờ cái việc mà bếp núc nó không còn gọi là cái gọi là cái áp lực nữa rồi, các chị biết nấu một bữa ăn á mà các chị cứ làm hết món này món kia á, đứng ở trong gian bếp có các chị giống như xông hơi vậy đó, mà rất là cực. Chưa kể là những anh chị nào mà có những chị là nhà mà sở hữu cái bếp ga là ga cực độc cho phụ nữ chị em chúng mình, nó là nguyên nhân mà sử dụng lâu nó cũng ảnh hưởng đến những cái phần mà tử cung á, cái chị thích hơi ga đó đó, nó không tốt cho phần phụ nữ đó, thì dẫn đến cái việc tất nhiên cái nào mà không tốt thì mình nên loại dần bỏ đúng không anh chị đó. Thì cái việc mà đối với cái nồi chiên không dầu này nè, các anh chị có thì các anh chị sẽ dùng nhanh, mà chưa kể là các anh chị có thể chuẩn bị những cái thức ăn sẵn, các anh chị có thể để tủ lạnh để cấp đông. Nhưng mà tuy nhiên trong cái thời gian tủ lạnh và cấp đông cũng trong thời gian ngắn cũng không phải dài, nhưng nó sẽ tiện cho chị em mình, ví dụ như là cuối tuần các anh chị có thể mua hết, các anh chị chuẩn bị và bỏ những vàng những hộp nhựa Tupperware hoặc là đóng túi zip hoặc là ép chân không gì đó, xong rồi trong tuần các anh chị đi làm hoặc là bận biểu gì các chị sẽ lấy ra dùng rất là tiện. Cái việc mà đi làm về để mà chuẩn bị một bữa cơm nó rất là đơn giản ha, mà có thể là mình sẽ hướng dẫn con mình khi lớn, thậm chí đứa bé mà khoảng tầm nói chung vào lớp 1 á các anh chị là đã biết rồi, lớp 1, lớp 2 rồi biết hết rồi đó. Thì Bích thì hai con Bích lớn rồi, ngoài cái việc mà sử dụng cái này con Bích còn dùng những chảo hoặc nồi hoặc là nói chung có thể tự, nói chung Bích đi đâu mà đi xa hoặc là bận á, Bích chỉ cần nói con là tủ lạnh con lấy cái gì á, hoặc là bây giờ thậm chí là để đồ ăn sẵn, mì Bích để rồi miếng để những cái loại đó là con nó tự làm được hết luôn. Thì có phải là thứ nhất là các anh chị sẽ giúp cho con là chủ động trong cái việc ăn uống cho bất kể đúng không, nó lớn là nó sẽ phải biết cái đó để nó tự phục vụ. Cái thứ hai là mình có phải khỏe cho mình không đó, mình chia ra chứ không phải là lúc nào là mình cũng sẽ làm ôm đồm hết, đặc biệt là người phụ nữ mà thương chồng thương con cái xong ôm hết việc vô mình mà ôm cái cực. Tại sao các anh chị không nghĩ là bây giờ mình sắm những cái thiết bị này để cho mình giảm tải đi, mình happy hơn á chị, mình vui hơn thì chồng con mình cũng vui à đúng không? Nhưng mà mình đi tiết tiền, mình đi có thể là một số Bích thấy một số những người bạn Bích á bỏ tiền ra mua rất là nhiều mỹ phẩm, thậm chí bỏ ra mười mấy triệu, hai mươi mấy triệu chi cho mỹ phẩm, rồi chi cho những cái việc mà gọi là luyện tập đó các anh chị. Luyện tập ok tốt, nhưng mà Bích thấy cái việc mà cuộc sống hàng ngày mình phải ăn uống đúng không, nó sẽ cần thiết hơn, Bích ưu tiên những cái đó trước, rồi từ cái đó khỏe các anh chị cũng tự nhiên sẽ thấy đẹp, mặt cũng không mụn, nội cái da mặt các anh chị dù trắng dù đen hay gì không có mụn là các anh chị đã thấy nó xinh rồi đúng không, nó xinh nó đẹp, nó đẹp một cách tự nhiên rồi.
Rồi khi mà mình ăn uống mình kết hợp với dinh dưỡng mình hiểu rồi, tự động nó cũng sẽ hồng hào, tự động da nó cũng sẽ mịn vẹn, chị còn cần nhiều đến mỹ phẩm nữa không ạ? Đúng không anh chị? Không có cần nhiều nữa. Vậy cái khoản tiền cho mỹ phẩm các chị đầu tư những cái loại như vậy nè, thiết bị như vậy các chị có thích không? Rồi các chị mua những cái gì mà dạng ngon đồ hoặc là đi chơi đi du lịch các chị có thích không? Đó, cái kiểu cũng rất là thích kiểu như vậy hơn là mình đầu tư cho những cái việc mà từ bên ngoài đắp vô hoặc là đi sửa chữa trùng tu cơ thể mình ha các anh chị. Rồi dạ các anh chị cứ việc tắt cam mà dụng cụ tân tiến phục vụ cho chị em phụ nữ phát huy nữ công gia chánh, đúng rồi. À đúng rồi, qua cái đây Bích cũng nói luôn nhiều chị em á là tự nhiên không có thích nấu ăn nhưng mà tự nhiên có những cái thiết bị mà hiện đại với nó tiện dụng và nấu lên những cái món ăn ngon á, tự nhiên là thành mình thích nấu ăn, rồi từ đó tự nhiên chồng cái yêu hơn, con lại trời ơi lại thấy mẹ là giống như siêu đầu bếp đó. Nó hạnh phúc lắm luôn các anh chị. Rồi cái món nữa là tới là món này các anh chị, món này mà biết không, không biết là anh chị có kiên nhẫn là các anh chị coi hết không, và sáng nay là ăn Bích thì thích ăn cái bí 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 mini này các anh chị. Rồi mini này với khổ qua nó tuy đắng, loại này là nó đắng lắm các anh chị. Bích cũng biết thấy không, nhiều khi Bích sợ nó bị tắt, anh chị nhìn thấy rõ không? Rồi đây đây là Bích cắt sẵn rồi, Bích để ráo rồi. Rồi đó là những cái loại này. Bây giờ mình bỏ vô luộc là anh chị phải cái nồi rồi anh chị đứng canh. Còn trong khi nồi chiên nhà cô nồi hấp nhà cô chen á, các anh chị bỏ vô nhấn nút nhấn thời gian thôi rồi các anh chị để đó, rồi hồi canh nó kêu tinh tinh hay là gì đó xong rồi các anh chị ra lấy ra khỏe không các anh chị, mà nó sạch nữa xong rồi vệ sinh cũng khỏe nữa đúng không các anh chị. Rồi món cuối cùng các anh chị, món cuối cùng món gà nướng nước sẵn hôm qua rồi nè các anh chị thấy rõ không ạ? Em hướng dẫn trái cây, hướng dẫn trái cây, ủa hướng dẫn trái cây là hướng dẫn gì chị ơi? Không ha, thôi giờ Bích làm nha, Bích trong cái khoảng thời gian này Bích sẽ Thấy trái cây á chị à, hả? thấy À trái cây hả? trái À cây á. thôi vậy xấy trái cây hôm nào Bích không có chuẩn bị vậy hôm nào Bích làm cho nha, Bích làm cho mọi người nha, được không ạ? Ý là chị hướng dẫn set ít nhiệt độ thôi, mọi người tự làm. Quay được nha. Rồi mọi người thấy chưa ạ? À? Đây nha. Rồi cái này thì là bây giờ Bích đã cắm điện rồi nè. Bây giờ cái này là nồi à, các anh chị mua nồi 5 triệu tư á là giống vậy đó, là xét anh chị thấy nè, có ở đây nè, có nướng có xoay khoai tây nè ha. Rồi nướng thịt nè, cá nè, làm bánh nè, rồi pizza nè, đùi gà nè, làm nói chung nhiều lắm, gà quay rồi nè, thấy trái cây các anh chị thấy cái trái cam không? Bích zoom lại đây. Trái cam nè các anh chị, ủa, thấy không các anh chị? Thấy không? Bây giờ Bích lại không có nhìn thấy các anh chị nhắn lên khung chat luôn á nên không biết có thấy không. Nè, trái cam nè các anh chị. Đó, trái cam đây thì khi mà các anh chị nhấn vào trái cam này nó hiện 30 độ ha. 30 độ thì tùy ví dụ như anh chị muốn lâu là nó nhảy lên là 2 tiếng đồng hồ nè. Các anh chị có thể chỉnh đây, chỉnh lên 2-30 phút hoặc là 3 tiếng. Nhưng mà thông thường á là những cái loại trái cây á là các anh chị sẽ thấy tầm 6 đến 8 tiếng là cái loại mà nó vừa phải á, chứ là thấy những cái loại mỏng á các anh chị, chẳng hạn như là à anh chị làm mà để Bích tắt cái đi, Bích tắt đi, Bích chuyển qua cái này cái đây. Ví dụ như là anh chị thấy thấy củ cải trắng á các anh chị, thấy củ cải trắng để làm mà củ cải muối á các anh chị ha, thì là các anh chị sẽ thấy trong tầm 4 đến 6 tiếng thôi à, nhưng mà tùy các anh chị là cắt mỏng hoặc là cắt dày nữa là khi mình sấy nó sẽ rất là trắng. Mà để mà củ cải trắng nó đẹp thì các anh chị sẽ rửa bằng nước muối nha, rửa bằng nước muối, rửa bằng nước muối xong thì các anh chị sẽ để cho nó ráo rồi các anh chị bỏ vào sấy ha, các anh chị ha, muối muối loãng á thì cái màu nó rất là đẹp mà nó sạch nữa, không có phụ thuộc vào phải phơi nắng. Trước đây là Bích cũng phơi nắng canh dữ lắm, tại
À, để trên sân thượng thì có nắng, mà mỗi lần mà sợ mưa hay gì, bữa nào nắng hết thì không sao, mà bữa nào mà có mưa một cái là thôi là chạy đến chết luôn á ha các anh chị. Sấy mít thanh long, à thanh long thì bích chưa sấy, sấy mít bích cũng chưa sấy luôn, thường là bích hay sấy củ cà rốt với củ cải là chính, hoặc là sấy thơm, các anh chị sấy thơm cũng ngon lắm các anh chị, nhưng mà thường sấy xong cái ăn hết trơn rồi không, cũng không có để. Thì các anh chị tùy chỉnh nhiệt độ và theo cái của mình ăn, chẳng hạn như là bích thường sấy ở nhiệt độ là 60 hoặc là 80, để mà sấy thơm á thì bích sấy khoảng là 4 tiếng rồi cứ để đó là xong, nó ngắt thì lát thơm nó cũng không phải mỏng lắm đâu, thì nó chỉ hơi se se thôi, là mình để trong cái hộp nhựa, xong mình để trong tủ mát các anh chị. Có hao điện không hả? Không, cái này không, mấy cái thiết bị tiện ích sau này không có hao bao nhiêu đâu chị ơi, không có hao nhiều, ngay cả những cái máy lọc nước hay gì á tính ra một tháng điện không bao nhiêu hết, nhưng mà những cái đồ ở cũ ngày xưa thì hao á, tại vì tổng thể nha, tổng thể cái tính ra mà nó chi tiết là bao nhiêu điện thì không ấy, trong đây có cái chi tiết là nó tính ra là bao nhiêu watt á các anh chị, tính dùng bích đi, thấy nó không không có tăng bao nhiêu mà thiết bị bích lại ngày càng tăng á, trong khi cái tiền điện nó không phải là tăng bao nhiêu, tại mình không phải sử dụng kiểu kiểu công nghiệp ấy, là hết công suất sử dụng bình thường trong ngày thôi, thì mới thấy nó không có lên điện bao nhiêu hết đó các anh chị, thậm chí có những cái lúc mà điện thay tiền điện ít hơn bình thường nữa. Còn chi tiết thì bích lại không có canh ha các anh chị, nhưng mà mình tính được ở trong cái việc mà cái công suất của mình á. À máy 6 triệu 9 hả? À bích chưa có tìm. À chị Hà, máy 6 triệu 9 sấy ở nút nào? Cái này là em nợ đi. Để bữa nào em làm đi, xong rồi cái em mới chỉ dùng là hấp. Hấp là chính thôi chị. Tại vì em có hai cái nồi nên là em dùng cái đó là hấp là chính. Rồi xong để em mở cái nồi này ra. À mọi người. À để đây, ở đây là bích cái nồi nồi chiên kết hợp hấp ha, bích mở ra cho mọi người coi là ở đây nè, mình có cái nút là on off, tức là nút mở ở đây, xong mình chọn chế độ, ở đây là steam là chế độ để mà mình hấp, ở đây là nhiệt độ để nướng, thì đây là những cái dụng cái thiết bị đi kèm này các chị, những cái phụ kiện đi kèm đây đó, thì mình sẽ hấp, thì bích sẽ để cái khay này nha, bích để cái khay này, xong rồi lát nữa là bích sẽ hấp vào đây đó, ở đây các anh chị ấp, mà đặc biệt các anh chị nha, bích lấy cái dĩa, một cái dĩa to nè các anh chị, thấy một cái dĩa to vậy nè, to đùng đoàn luôn á đó, mà bỏ luôn vừa cái này anh chị thích không, anh chị hấp xong anh chị bỏ ra cái là thấy khỏe luôn, không có cần phải làm gì đúng không anh chị, rồi ok bích bỏ đây, để lát nữa là bích bỏ vào bích hấp nha. Thường bích hay cái kiểu làm nóng lò các anh chị. Rồi F1 là hấp không nha các anh chị. Rồi bích bật đây. Ủa bích lộn, F1 là hấp. Rồi ok, bấm vào đây là để chạy nha các anh chị. Là nó sẽ 25 phút. Là ở trong đây, nãy quên mở ra cho các anh chị coi, ở trong đây là nước. Để mở luôn cho các anh chị coi nha. Bích tắt đi thế này. Đây bích mở cho các anh chị coi, ở đây là cái khay đựng nước rồi. Nè, anh chị thấy cái mực nước không? Mình nước ra đây, rồi bích bỏ bỏ vô cho nó đầy nha các chị, tay cầm cái điện thoại này không có. Rồi các chị ở đây này, các chị mở kéo này nè. Sorry các chị nha, để bích bích để cái tay cái. Cái điện thoại nó hơi khó nên là bích sẽ để đây cho các anh chị thấy, là bích mở cái này là cái khay để nước nè các anh chị, nó sẽ có cái mức là maximum á, thì mình đừng có để quá cái mức đó nha, rồi mình sẽ mở ra để mình đổ nước, thì bích đổ cho nó đầy. Rồi xong mình đậy lại nha các anh chị.
Rồi, để vậy xong rồi mình sẽ để vô trong cái đây, mình sẽ để lại trong cái hộp này đây nè các anh chị. Nè, ở bên ngoài nha các anh chị. Ở bên ngoài nè các anh chị, nó sẽ có cái mực nước ở đây nè. Đó, nó có để cho các anh chị thấy là ví dụ gần hết á, mà anh chị mà mình hấp nhiều hơn nữa thì mình sẽ kéo ra mình ngưng, mình lại châm nước thêm vào cái này ha các anh chị. Rồi, ok. Cái sẽ ấy rồi, tôi chuẩn bị tiêm mót này. Rồi. Rồi, 25 phút lát để vô là mà Bích sẽ chỉnh, là bây giờ Bích sẽ để đó cho nó nóng một xíu cái lò ha. Bây giờ này ở bên đây các anh chị thấy nè, Bích mở cái nút đèn thì ở đây nó sẽ sáng. Rồi, ở đây là 185 độ nha các anh chị, mình có thể là 180, nó được là 6 phút rồi đúng không? Tại vì xét cái chương trình là 185 rồi 15 phút, mà hồi nãy nó hiện lên là 9, còn 9 phút nữa thì vậy là nó đã được 6 phút, và bây giờ mình có thể bỏ đồ vô nướng được rồi. Tức là làm nóng nóng lò ít nhất 5 phút, nhưng mà thông thường Bích hay để 10 phút các anh chị. Chẳng hạn như bây giờ nha, là Bích xét sẽ xuống là còn 5 nữa đúng không? Là nãy nãy là mấy ta? Nãy là 6, 6 giờ 4 là 10, thì bây giờ Bích chỉnh xuống còn 4 phút nữa. Rồi sau khi nó 4 phút nó tắt đúng không anh chị? Là nó đã được 10 phút làm nóng rồi, thì Bích sẽ cho cái bánh phồng vô ha các anh chị ha. Rồi. Còn cái kia là Bích cái nồi nè, các anh chị thấy cái mồ hôi không? Nó hấp là nó sẽ đẩy cái mồ hôi ra là không thấy nè. Bích sẽ mở đèn cho các anh chị thấy nha. Mở đèn là cái nút đây. Đó, nó có đèn, các anh chị thấy không? Nó mình sẽ thấy rõ hơn cái hồi nãy là không có đèn đúng không? Rồi để Bích chưa để cái đồ ăn, bây giờ Bích sẽ xếp đồ ăn nha các anh chị. Rồi. Rồi vậy các anh chị không biết các anh chị có thấy không ta? Bích 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 sẽ chỉnh lại để cho các anh chị thấy. Rồi các anh chị thấy hai cái nồi ở phía sau đúng không ạ? Dạ thấy. Đúng rồi, không ai cầm cái máy quay á, bây giờ mọi người còn rất là yên giấc đấy chị ơi. Rồi vậy Bích làm xong cái này, Bích làm bánh phồng nè, rồi Bích đậu phộng xong rồi Bích đi sẽ nướng gà. Còn bên đây Bích sẽ hấp cái cốm ha các anh chị, Bích hấp cốm rồi Bích hấp cái rau củ quả. Rồi, ok không? Ok nhiều món vậy được không các anh chị? Các anh chị muốn 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 một món thôi, nhắn lên khung chat giúp Bích đi. Có thích Bích hấp làm hết mấy cái món này không? Yeah. Nhiều món hả? Này đại đang cúng. À, cúng đó thật ra mọi người sẽ thấy trên cái nhóm của nhà phu chi đó, là mình sẽ thấy là cúng nè, hạt sen nè, rồi dừa với đậu xanh đúng không? Rồi Bích chỉ luôn. Cái chị luôn mọi người sẽ làm rất là nhanh. Thì có cái chị, có anh chị nào mà đã up hình lên rồi á, nhưng mà sẵn hôm nay á, nếu mà anh chị nào mà chưa có coi được cái nội dung đó thì Bích hướng dẫn theo cái cách của Bích luôn nha. Bích à, Minh Phạm Minh Chí. Dạ cái này nó cốm, nó giống như một loại giống như kiểu xôi á, nó cũng là dạng nếp á, nhưng mà nó đặt tên cốm là nó rất là đặc biệt, ở Hà Nội có thôi, ở Hà Nội trồng và nó theo mùa. Theo Bích được biết là nó chỉ theo mùa duy nhất đó có thôi, chứ mình không phải trồng được quanh năm. Còn nếp á, thì mình trồng được cũng dạng mùa, nhưng mà mình có thể mua được nhiều 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 vào khoảng nhiều thời gian ở trong năm người ta để lại. Còn riêng cốm đó là chỉ có cốm tươi là ngon nhất, còn mình muốn bảo quản để mình có thể sử dụng trong năm là mình chỉ có cấp đông thôi à. Đúng rồi, trong năm không có. Tôi chị nó giống như là dạng một cái dạng gì đó thôi á, nó ăn nhưng mà nó không có dẻo và nát như xôi nè. Nè Bích bích dơ lên cho các anh chị thấy nha. À đây là cái lá sen nha, tại vì đây các anh chị thấy rõ không, đây này các anh chị đó, nó rời như vậy á, ăn rất là ngon. Thì mình làm thao tác nè, mình có thể hấp cái cốm này lại. Thật ra cốm tươi ở Hà Nội làm xong mà ăn luôn được, như loại này là ăn luôn được rồi các anh chị. Nhưng mà mình hấp cho nó kiểu như là cho nó có ẩm, độ ẩm hơn á, tại vì người ta đóng gói như vậy rồi á, nó hơi khô hơn rồi thì mình hấp ẩm hơn xíu. Xong rồi đậu xanh á, đậu xanh mà cà vỏ rồi á, nó chỉ còn là màu 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 vàng không á các anh chị. À, các anh chị cũng hấp hấp xong là lấy ra liền á, thì mình sẽ tán
tán dùng cái muỗng hoặc cái gì tán liền trong cái lúc nóng đó này, nó sẽ là tạo thành cái mịn á, mà mình không, hoặc là giả các anh chị thấy cái chè đâm tiêu các anh chị giả thì nó sẽ mịn luôn. Mình sẽ mua online. Dạ đúng rồi chị Nga, em thấy mọi người cũng mua online chứ nhiều người ở Sài Gòn Hồ Chí Minh mình đâu có đâu. Dạ, các anh chị ra mấy cái tiệm mà bán đồ của Hà Nội á, các anh chị sẽ thấy rồi, hoặc là lên mạng á, tôi thấy cũng nhiều, nhưng bình thường mấy món ăn thì ít đặt lên mạng lắm, toàn người quen nhờ mua hoặc gửi là chắc ăn nhất. Rồi mình hấp cơm nè, hấp đậu xanh là mình tán. Rồi các anh chị thích ăn những cái dừa thì các anh chị sẽ lấy dừa non á, các anh chị mua, các anh chị về các anh chị nạo, hoặc là nhờ người ta ở cái tiệm đó người ta sẽ nạo thì các anh chị sẽ trộn. Và thường thì Bích sẽ không có bỏ đường, nhưng mà những anh chị có một số anh chị thích thích cái vị nó ngọt ngọt xíu thì các anh chị có thể thêm một xíu đường. Và đặc biệt đối với cái đường này á, thì các anh chị sẽ dùng cái đường mà đường cát, đường tinh luyện thì nó sẽ mau hòa tan hơn nha các anh chị, chứ mình không phải dùng đường phèn hay cái gì đó. Thì lúc này thì mình phải buộc phải dùng những cái loại đường đó để cho cái món ăn của mình nó thẩm thấu được nhanh, còn không thì các anh chị có thể không. Nhưng mà Bích nghĩ là cái món mà không có một xíu đường gì hết thì chắc ít anh chị ăn được ha. Rồi cái máy này là bây giờ nó đã ngưng rồi, nó hết cái thời gian nóng rồi, Bích sẽ bỏ này nha, Bích bỏ cái bánh hồng này vô nha các anh chị. Các anh chị tăng cho Bích đúng là 2 phút nha các anh chị. Rồi Bích để nè, các anh chị thích bỏ mấy miếng nè, nhắn lên bỏ mấy miếng, bỏ mấy miếng nè, bỏ mấy miếng các anh chị. Rồi con số đẹp là con số 6 hay là con số 8? Giờ Bích bỏ 6 miếng cho anh chị thấy nha, cho dễ nha. Còn cái nào còn lên nè. Rồi vô cái chị thấy khỏe không? Là nóng lò thì đâu có muốn cần gì căng gì đâu đúng không chị? Hơi nóng nên là chị đi lên. Rồi xong rồi nhấn vô cái chị rồi bật. Rồi Bích nhấn 185 còn 180 đây là mình chỉnh nhiệt độ. Thấy anh chị có thấy không ta? Rồi đây 15 phút nè các anh chị. Rồi nó chạy cho cái chỉnh nha. Rồi 2 phút nè các anh chị. 2 phút đúng không các anh chị, anh chị thấy không? Ủa? Đây 2 phút nè các anh chị. 2 phút rồi các anh chị thấy nè. Bích bích quay cận cảnh luôn để cho các anh chị thấy là nó nhảy như thế nào nha. Có một miếng nó nhảy ra chồng lên cái miếng kia rồi các anh chị. Anh chị thấy không? Nó nhảy chồng ra cái miếng kia rồi. Rồi để lát quay lại anh chị thấy nó hiện lên gì chưa, nó phồng phồng lên gì chưa các anh chị? Chưa đúng không? Chưa thì để đó. À bên đây quên. Để vậy là Bích chỉnh lại. Chờ Bích xíu, Bích cho cái món này hấp vô cái đã nha. Rồi cái này là cái khay trong cái nồi chiên kết hợp hấp này các anh chị, Bích sẽ xếp xếp cái này lên nha, Bích sẽ xếp tủ qua với cái bí bao tử này lên nè. Tủ qua nó tuy đắng vậy á, nhưng cái loại này là gọi là tủ qua, người ta kêu tủ qua gì ta, tủ qua rừng gì đó các anh chị, nó đắng nhưng mà nó rất là mát, nó tốt. Bích thường mấy cái đắng cay nó là Bích chịu ăn nhiều lắm. Rồi hai các anh chị nè, Bích để vậy rồi các anh chị thấy. Các anh chị thấy không? Ok, để đơn giản thôi đúng không? Mình rửa mình để trong tủ lạnh, rồi khi nào cần ăn mình lấy ra mình hấp. Và ăn cái này với cái gì các anh chị? Ha, mình bỏ vô nha các anh chị. À, khi nó rất là nóng nên các anh chị bỏ ra cái lượng đuối nha. Không cần chúng tôi nó. Rồi cái này là nó trong mấy cái chị. Cái này là còn 1 phút nè. Ừ, cái này. Còn này là 17 phút. À, bây giờ Bích chỉnh nha, cái này là Bích chỉ cần bao nhiêu phút các anh chị, chừng 5 phút thôi nha các anh chị. Ở đây năm phút ok ha các anh chị, 5 phút. Rồi các anh chị thấy nè, bây giờ mở ra để nó chạy nè. Ê, mở ra cho các anh chị thấy cái đây là cái kiến nha. Ủa sao nó đứng đơ rồi ta, các anh chị còn thấy không ta? Nó bị Thấy rõ không chị? lỗi rồi, nãy giờ Bích quên rồi nè,
Rồi xong rồi các anh chị quay qua kia làm xong là cái này đã xong, thấy chưa các anh chị, nó nhanh cấp kỳ như vậy á, kiểu vậy Bích còn không có chịu nổi nè, đúng không các anh chị? Các anh chị có thấy không, bây giờ Bích gấp ra cho các anh chị nha. Đây, các anh chị thấy không? Nở lên ngon. À, bánh nhiều bột. Con bột thôi. Thôi để nướng cho ăn luôn, khỏi hỏi nhiều độ. Cái này là có 2 phút. Mà nãy set là 180 hoặc 85 nha. Nãy là để nguyên 85 hay 80, nãy bấm quên rồi. Để bình thường 185 đi, cứ 2 phút là ok nha bột. Thấy rõ mà chị, ok đó. Đó, mọi người thấy ngon không? Ăn rất là giòn, nó hơi bị nóng, để bớt nóng mà Bích. Này mọi người để đây nha. Rồi nguyên cái bãi chiến trường ăn uống. Đây. Thấy không? Giòn không? Mọi người nghe được không? Nghe không mọi người? Mọi như như chảo dầu, đúng rồi, không hề có dầu. Đó, giống y như là nó phồng lên, y như là chiên ở chảo dầu á, nhưng mà nó rất là ngon. Ăn có heo thì không? Thèm trời. Để ship qua cho nha. Nè không? Mà ngon lắm, cái vị bánh phồng này rất là ngon. Mà vậy khỏe không các anh chị? Trời ơi, mình làm gỏi hay gì mình trộn đi. Nếu mà mình trộn xong cái mình bỏ tới khi nào mà nhà mình ăn, hoặc là ví dụ như có khách tới, có phải mình làm này vừa nóng hổi vừa ngon mà thích không? À, chưa kể là lúc đó mình mà làm á, mình làm á, cái thấy khách thấy trong vòng có 2 phút rồi mà mình bỏ vô trong cái lò này, người ta chắc chắn người ta sẽ hỏi, biết đâu anh chị chốt được đơn, đúng không anh chị? À, bánh phồng hiệu gì hả? À, đây mọi người, mọi người thấy không, nó bị ngược hả? Vĩnh Hòa Phát của Cà Mau, bây giờ ghi lại nha, đâu là cái số điện thoại có không ta, mọi người có thể ghi lại nha, cái này là má chồng Bích gửi cho Bích đó. Đây có số điện thoại nè, ở ấp 2 xã Hàm Vịnh huyện Nam Căn tỉnh Cà Mau, mà các chị biết Nam Căn là nổi tiếng của Cà Mau, là nổi tiếng cua đúng không anh chị? 0913 067134, 0946 802525. Rồi đó, anh chị chủ động liên hệ đi, hỏi bán ở đâu, ở trên Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng các kiểu, ở đâu trên toàn quốc gì đó có không, còn không có thì các anh chị thích ăn thì ở đâu các anh chị gom lại thì người ta sẽ ship cho anh chị. Ngon các anh chị, Bích đang Bích thấy ngon, nhà thấy ngon, mà 2 phút thôi nha anh chị, 2 phút là nó rất là giòn nè, thậm chí 1 phút thì nó chưa tới, nhưng mà 2 phút là nó giòn, mà anh chị để hơn một xíu là bắt đầu nó sẽ, nó giống như là bị quá lửa đó đó nha các anh chị. Đó đó, đây là bánh phồng, được chưa, có 2 phút thôi đúng không? Chị cho lại số hả, rồi Bích đọc lại nha. Ủa nữa đâu, 0913 067 134, anh chị nào đánh lên cúng chế giúp mọi người nha. Ở đây Bích đánh luôn cho nè, 0913 0913 067 134. Rồi, được chưa các anh chị? 0946 cho hết, có nhiêu cho hết, 80 80 2525. Trời ơi, nó báo hiệu là cái hồi hấp của Bích đã được rồi các anh chị. Anh chị nếu mà anh chị nào mà thích kiểu như ăn chín chín hơn thì các anh chị có thể để tăng nhiệt độ lên tầm 8 đến 10 phút, nhưng mà Bích thích ăn kiểu như nó chỉ là tái tái sơ thôi, tại vì để cái giữ cái hàm lượng dinh dưỡng của rau củ nó nhiều hơn á các anh chị, thì Bích sẽ lấy ra nha các anh chị. Anh chị nhìn thấy Bích lấy không ta? Trời ơi, nó khổ cực về cái công nghệ. Nói chung là đụng tới công nghệ là Bích thấy bộ ok được rồi. Bộ tôi nó thấy là ok lắm rồi. Rồi nghe mọi người, mọi người đừng có sợ cái này là ăn 5 phút thì Bích nghĩ là người chưa có quen đâu, mọi người thì mọi người có thể để từ 8 đến 10 phút nha, còn sau đó mình ăn coi như thế nào, hoặc là anh chị cứ đến 5 phút thì giống như Bích này không được thì cái chị sẽ thêm nữa được không ạ? Tại vì mỗi người có cái cách ăn cái độ hấp khác nhau đó các anh chị thấy không? Ở Bích hấp nè,
Thì với cái bí này thì chị đừng sợ là mình đang sống, Bích còn bào cái này ra để mà trộn với salad, Bích đang sống các anh chị. Với cái này cũng vậy nè, Bích thường bỏ cái ruột ở giữa đi một xíu là Bích ăn không á, Bích ăn xong Bích để tủ lạnh mát mát, hoặc những anh chị nào để cấp đông á, để lên tủ đá một xíu cho nó lạnh á, anh chị ăn với trà bông. Mà trà bông là anh chị dùng cái máy xay mini đa năng mini của Cu Chen làm trà bông rất ngon đúng không anh chị, rất là khỏe và ngon. Chỉ làm săn cái miếng thịt sớ thịt thôi, xé sơ ra bỏ vô cho nó quay rồi rang bằng cái chảo chống dính, trời ơi nó khỏe vô cùng ha các anh chị đúng không. Rồi các anh chị thấy không, và cái này các anh chị ăn thường ăn với cái gì các anh chị? Ngon quá mất đời. Ăn sống đúng rồi, ăn sống ngon lắm, dinh trần bí baby đúng rồi. Ai cho các anh chị thấy luôn, lỡ làm rồi thì làm luôn nha các anh chị. Các anh chị thường hay ăn những cái rau củ quả hấp này với cái gì các anh chị? Ăn với gì các anh chị? Ăn không hả? Ăn không hay ăn với gì các anh chị? À Bích, Bích tặng nha, Bích có một cái hũ, hũ gì các anh chị biết không? Bích tự làm. Cái này là kho quẹt, có hai loại, kho quẹt mặn, kho quẹt chay. Chay thì chỉ có nước mắm chay, đường và nước mắm chay đúng không? Nhưng mà với để mình lấy cái muỗng, nhưng mà với cái đồ mà mặn thường là mặn thì cái tóp mỡ mình dùng cái chảo chảo chống dính, à quên, để khoan xíu nha, để bích sơn tự bích hấp lại. Theo các chị thấy là cái thời gian mà mình hấp đồ nó nhanh lắm. Bích bỏ đây nha, Bích xé miếng lá sen hấp cho nó nhìn nó cưng cưng ha. Rồi Bích cắt nó đã, Bích cắt miếng lá sen. Rất là thích khi mà có một cái em gái là gửi lá sen vô. Trời ơi, cắt thì hơi uổng đó nhưng mà hy sinh để cho các anh chị thấy cái sự dễ dư thương của cái việc mà mình có thể hấp. Rồi, tại vì nó nhanh quá các anh chị, nó nhanh quá cái xong thành ra là mình tại vì vừa nói với các anh chị nên là nó làm xong rồi cái mình sẽ không có kịp thời gian. Bây giờ Bích để vậy nha, xong rồi Bích bỏ một miếng hấp thôi nha các anh chị, chứ cứ buổi sáng mà Bích ăn lại nó nhiều quá. Rồi nhà nhà Bích ăn thì Bích không, con Bích đi học, chồng Bích đi làm. Đó, chỉ có ở nhà ba mẹ Bích với Bích thôi, Bích hấp đại diện gì cho các anh chị thấy nha. Ok ha. Đúng rồi, ăn với con Nguyệt Nguyễn Hoàng thôi. Không kịp giữ lại. Remote nè, hấp không nha, hấp không là bây giờ chỉnh lại hấp. Đây. Chỉnh lại tầm 5 phút thôi nha các anh chị. 5 phút là gì rồi đó, nhớ với đấy. Rồi Bích cho 5 phút đi để cho nó ấm cái đó. Rồi bây giờ kho quẹt Bích sẽ lấy cái miếng kho quẹt này này. Cái anh chị mua ba rọi á là anh chị sẽ bỏ vào cái chảo của Cu Chen. Rồi mình ăn vậy có được không các anh chị? Thấy không biết anh chị. Để Bích quay lại cho các anh chị nha. Rồi thấy chưa? Thấy chưa các anh chị? Này Bích bại bẻ bằng tay nha các anh chị, bẻ bằng tay cho các anh chị thấy nè, nó chín rồi anh chị ơi, nó chín rồi chứ không phải là nó còn sống đâu, nó mềm lắm này nè, nên các anh chị ăn vậy cái độ ngọt của cái bí tự nhiên nó ngon lắm. Còn khổ qua nè, khổ qua này thì với anh chị nào mà Bích cắt nha, với anh chị nào mà nó kiểu như là không có thích hương đó, là anh chị thấy hồi được cái này thì mấy cái kia này anh chị thấy không? Đó, ví dụ mình không thích thì mình sẽ bỏ cái giữa ra để mà mình ăn lạnh, nhưng mà cái này nè nó vừa tới nó ngon lắm, nó không có bị gọi là bị sống đâu anh chị. Bích rất thích ăn kiểu này, thì nếu mà anh chị nào mà mình thích ăn chín hơn thì các anh chị nâng lên tầm 8 đến 10 phút ha các anh chị, và Bích nghĩ chắc 8 phút là ok rồi. Rồi được, được chưa các anh chị, thấy Bích hơi ok Dinh. Mọi người có ai ăn được đâu. Chạy lại đây đi chứ giờ sao, phải chi cái Zoom này được, nó có cái gì mà nó chuyển đồ ăn được ha, chuyển đồ ăn cho các anh chị ha các anh chị. Rồi nhà, bây giờ còn quay đậu phộng nữa ha, để Bích lấy cái lồng quay đậu phộng nó các anh chị.
là cái sorry các chị, cái lồng quay đậu phộng chắc để nhà bên kia mà quên mang qua rồi. Bây giờ nợ hay là các chị bây giờ lỡ rồi không có cái lồng quay là cái này không được không ta? Các chị chịu không? Làm này cứ thả cho một xíu nha. Thả cho nó ngắn đi ha các chị. Hãy là bị nè các chị thấy không? Hai nắm. Rồi, thả vô đây, rồi xong anh chị bỏ lên. Được chưa? Mình bấm một, anh chị chỉnh là tầm 175 thôi, xong rồi bấm, rồi bấm 3 phút nha các anh chị, chuyển đây 15 nè, đây là nhiệt độ nè các anh ba phút đúng không các anh chị? Rồi tự động nó chính là nó sẽ quên, nó xong 3 phút là nó sẽ kêu mình ha. Rồi vậy đợi nha. Rồi sau tới cái món đậu phộng là Bích sẽ nướng nướng gà nha các anh chị. Đây gà đây các anh chị, đó nướng gà ướp. Các anh chị thấy tại vì vừa nói với các anh chị nên là Bích vừa làm cái thao tác nó sẽ bị giống như kiểu rối rối mất thời gian, nhưng mà các anh chị chủ động làm á, Bích nghĩ là toàn bộ những cái này á các anh chị chuẩn bị sẵn lôi ra chắc tầm dòng tới dòng lui chuẩn bị các kiểu chắc tầm 10 đến 15 phút rồi các chị, 10 đến 15 phút là các anh chị xong hết mấy cái này rồi các anh chị, hoặc là cho kéo dài đi nó nửa tiếng, nhưng mà thật ra cái nửa tiếng đó nó không phải quá bận rộn với các anh chị, và nửa tiếng đó nó rất là nhẹ nhàng. À Bích có cái Gojek luôn nè các anh chị, có này luôn nè, mà Bích gắn Bích gắn vô cái gì cái Bích gắn vô cái laptop, xong rồi cái bây giờ mà Bích gắn vô cái điện thoại mà lỡ nó có vấn đề gì kiểu như là Bích không có rành chỉnh nó, Bích sợ các anh chị lại không nghe nữa. Nói chung các anh chị đừng có nói công nghệ với Bích dở lắm. Cái này là Bích cũng nhờ ba của Bóng á, ba Bóng mua giùm Bích rồi hướng dẫn, rồi thậm chí chạy lại nhà để cài hay gì đó để hướng dẫn Bích gắn vào đây rồi gắn điện thoại được các kiểu luôn các anh chị. Thật ra có nè đó, nhưng mà có quen bằng cái laptop nên Bích nói rõ các anh chị nghe rồi, cái qua chuyển qua cái điện thoại này nè các anh chị, thì Bích chưa có gắn lần nào hết tại vì do hôm nay bị sự cố cái cam của laptop á. Mà anh chị có nghe rõ Bích nói không? À, có khi đều đúng rồi, có khi bị bụng kêu rột rột à hả? Rồi Bích chỉnh Bích quay quay bên đây cho các anh chị thấy nè, là ở đây là tắt đây này nếu không các anh chị, Bích mở ra nha. Rồi thơm quá các anh chị ơi, quá là thơm luôn. Trời ơi, thơm quá các anh chị, coi nè các anh chị, xôi này các anh chị. Thôi Bích, Bích để Bích lấy cái tay nha các anh chị. Ui. Rồi các anh chị thấy không? Các anh chị thấy xôi không các anh chị? Nói là xôi, mình nói cho nó dễ là xôi chứ là cơm hấp này các anh chị. Nó mềm lên nè. Ngon không các anh chị? Thơm lắm luôn á. Rồi. Mình thích thì bỏ đậu xanh hoặc dừa đồ vô ha các anh chị ha, rất là ngon. Mà Bích thích ăn không vậy thôi à. Rồi, dẻo ngon thơm cực kỳ, mùi cơm thơm vô cùng luôn các anh chị. Rồi các anh chị ơi, rồi xong xong cái nồi hấp thì để đây đi đã xử rồi, cái này nó lại xong rồi nè các anh chị em không, nhưng mà có cái nha, đậu phộng nha các anh chị, đậu phộng thì khi các anh chị lấy ra các anh chị sẽ bọc bọc vô cái tờ giấy thì nó sẽ giòn, còn để như vậy thì nó sẽ hơi mềm, nó chưa có độ giòn, nó phải ra nó giống như ủ cho nó nóng một xíu vào trong cái miếng giấy đó các anh chị, nó giòn cực kỳ. À, cũng dễ thôi nè các anh chị. Rồi đó, về xong để đây ha, để đây một lúc. Anh chị có thể lấy cái khăn nè, các anh chị bọc lại, rồi anh chị để đây một lúc. Là lát nữa là Bích sẽ thấy cho anh chị thấy cái độ đều màu của cái hạt đậu phộng chín.
rồi đồng thời làm ăn á, nó rất là giòn ngon, rất là vừa phải, béo. Rồi xong cái này bây giờ tới lượt mà bếp nướng nha các chị. Bếp nướng gà ha. Tại mấy bữa nay các chị biết không, mấy bữa nay bích không có ở nhà, bích đi xuống rồi, lát nữa bích lại tiếp tục đi cả ngày tới tối, nên là để này nó nóng. À, cái nồi này, cái nồi chiên này mình sẽ có cái phụ kiện đi kèm là hai cái miếng này nè các anh chị, hai cái miếng này ha, mình đi đi kèm hai cái miếng này với một cái miếng này để mà hứng dầu đó các anh chị, đó hứng dầu thì bích luôn bỏ ở dưới đây. Và bây giờ bích sẽ xếp xếp gà nha các anh chị, xếp gà lên. Các anh chị cho cái da lên trên nha các anh chị. Bích bích làm cho các chị hai cái, anh chị coi là một cái là cái đùi gà mà bích đi về. Hay để bích bỏ cái đùi trứng ra các anh. Một cái đùi gà là còn nguyên nha các anh chị. Một cái đùi gà còn nguyên. Là một cái là đùi gà là bích 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 cắt ra rồi, ấy bích bích là rút xương rồi á, thì nó sẽ nhanh chín hơn. Ok ha. Một con trứng đang ăn đúng rồi. Rồi bích nướng, bích nướng trong vòng 12 phút các anh chị. Một cái đùi gà nguyên với một cái một đùi gà nguyên với một cái đùi gà bích rút xương ra rồi, rồi bích lật cái mặt mặt da lên nha các anh chị. Làm nguyên cơm nguyên buổi sáng luôn các anh chị. Ok, vậy là chỉ còn thời gian là để mà mình có thể là thêm gà chín thôi. Thì Bích nói các anh chị nhiệt độ nó tầm 175 hoặc là 100, nếu mà các anh chị để 185 á, thì các anh chị để 10 phút, còn 175 các anh chị để 12 phút. À, dạ, lót vệ sinh để giấy bạc dưới thì dễ hơn chị, thì nhưng mà không sao, em để như vậy xong rồi cái em vệ sinh cũng 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 dễ, nhưng tuy nhiên cái có giấy bạc, anh chị mà có giấy bạc anh chị lót ở dưới thì nó sẽ vệ sinh nhanh hơn. Mà giấy bạc mà mình phải bọc sát cái mép nha, tại vì ở đây là nó thổi bằng cái luồng khí á, là mình nó sẽ bay á, nó sẽ lung tung lên, mà nếu mà nhiều khi á mình không có ép vào trong cái khay á thì nó sẽ úp lên cái phần ở phía dưới của cái nguyên liệu của mình á, thì làm cái việc mà nhiệt độ đối lưu á nó không có đều á thì thịt nó cũng sẽ không ngon. Tại vì đối với cái nồi chiên của chen á, khi mà mình làm là em rất là thích, là do là nó có cái nhiệt độ ổn định á, nó đối lưu, thì thường thông thường những cái lò nó đều có đối lưu nhưng mà nó có nhiệt ổn, nó xét nhiệt ổn, chính vì ổn đó thì nó sẽ làm cho đồ ăn của mình ngon hơn. Rồi chưa kể là nói chung là những cái chất liệu của làm nên cái nồi chiên này nè, nó an toàn và vệ sinh, nó sạch. Các anh chị sau khi làm xong là các anh chị để nó nguội nguội cái là các anh chị vệ sinh luôn đó, mình chỉ có thao tác một xíu thôi nhưng mà cái nồi của mình á luôn mới, sạch sẽ, mới mà mình sử dụng bảo hành 1-2 năm nó không còn là gì nữa, mình có thể sử dụng rất là nhiều, rất là lâu hơn mà nó lại mới, mình thích sử dụng hơn ha. Dạ cảm ơn chị Dung. Ok, nếu mà mọi người coi như là xong rồi đó mọi người, thì Bích nghĩ là với những cái gì mà Bích chia sẻ cho món ăn nó, các anh chị sẽ, đó là một vài cái món ăn thôi á, còn rất là nhiều món ăn để mình có thể là mình chăm sóc cái bữa ăn cho cả nhà, cho cả gia đình mình các anh chị. Đó, nó rất là ngon, nó rất là healthy luôn, các anh chị thấy không, ngon và healthy. Thì với những cái món ăn như vậy, nhờ cái thiết bị của Fuchen mà mình có thể vào bếp một cách đơn giản, nhẹ nhàng, không áp lực, và thậm chí chị em phụ nữ nào cũng có thể trở thành siêu đầu bếp.
đúng không ạ? Mình chỉ hỏi thêm những cái chia sẻ từ những anh chị đã làm rồi, chẳng hạn như Bích nè, Bích đang làm rồi thì cái xong rồi Bích nói anh chị bánh phồng 2 phút thôi, tuyệt vời không các chị, và các anh chị khi các anh chị làm sau đó là các anh chị cũng chia sẻ cho những anh chị khác mà chưa có nồi chiên hoặc là có nồi chiên rồi mà muốn làm bánh phồng tôm cũng nói là 2 phút, 2 phút để có bánh phồng tôm đúng không, hoặc là 3 phút để có đậu phộng. Cái lò quay á, tại vì cái này có cả cái lồng quay nữa, rất là thích, Bích rất là thích cái lồng quay, nó đều hơn là cái đậu phộng mà mình để không, tại vì Bích nướng ít thì vậy, còn nếu mà nướng là 200 gram nó nhiều, nó sẽ chồng chéo lên nhau, nhưng mà có cái lồng quay nó sẽ quay đều hơn. Và anh chị con á, có con nhỏ mà mình thích ăn khoai tây chiên đúng không, thì cái việc mà mình cho con ăn ở nhà nó sẽ an toàn hơn là khi bỏ vào cái lồng đó. Các anh chị xịt một áo, một cái lớp dầu rất là mỏng, rồi các anh chị quay rồi ra một cái mẻ khoai tây chiên cực kỳ ngon và an toàn. Còn nếu mà ở ngoài chẳng hạn như các anh chị đi ăn gà rán KFC, Lotte hoặc là vân vân thì họ vẫn nhúng vào xuống dầu, các anh chị nhúng xuống dầu rất là nhiều, mà dầu đó các anh chị biết là có mỗi ngày người ta thay không, không người ta sẽ cái kiểu về trong ăn uống là gì vậy các chị, ví dụ như người ta bỏ một lượng dầu là ví dụ 10 lít đi để mà chiên, sau đó người ta khi mà dầu nó không còn màu, nó không còn đẹp nữa, người ta sẽ bỏ bớt, người ta lại đổ một lượng dầu mới, tức là bỏ khoảng tầm 20-30%, xong người ta lại đổ một lượng dầu mới, không bao giờ dám thay thay hoàn toàn, tại vì chi phí rất là cao các anh chị. Các anh chị nghĩ là mình chiên ở nhà thôi, các anh chị chiên mà các anh chị sẽ sử dụng dầu đó, các anh chị chiên bánh phồng, chiên một cái khác nữa thì ok trong ngày, nhưng mà để qua ngày hôm sau nó đã, tức là dùng lại là nó đã không ok rồi đúng không, như vậy có phí một cái lượng dầu không, trong khi nếu mà mình sở hữu cái một nồi chiên mà người Bích nói chứ mọi người nói nghĩ mắc, đúng có thể là nó mắc hơn những một số cái nồi chiên khác trên thị trường, Bích cũng từng dùng rồi các anh chị, nhưng mà nó to hơn, cái nhà cô chen là nó to mà nhìn nó sang trọng nữa. Nãy đi anh chị thấy là Bích cho nguyên một cái dĩa này nè, nguyên một cái dĩa to đùng đoàn mà Bích hay để gỏi hoặc là những to dĩa rau để ăn lẩu là to lắm đúng không anh chị, thì vào vừa luôn và mình có thể nướng cả con gà, nó rất là tiện, nên các anh chị đầu tư cho một lần thôi. Thì các anh chị để ý với những người mà có tài chính và có một cái lối, tại vì vậy nè, Bích để ý nha, Bích quan sát thì các anh chị có thể quan sát xem có giống Bích không, tức là những người mà người ta nhà người ta khá giả, những người mà thành đạt á, các anh chị để ý các thiết bị trong nhà người ta rất là xịn sò, rất là tiện ích, tại vì cái nhu cầu ăn của người ta, ăn mặc người ta nó không có phải là dạng như chú trọng là tức là kiểu như người ta có một cái nhu cầu cao hơn những cái người mà chỉ có bữa ăn hàng ngày thôi, tụi mình nói thôi mắc quá để ăn cuộc sống hàng ngày, nhưng mà thật sự khi các anh chị có một lượng tài chính nói chung là đủ rồi á, thì các anh chị sẽ nghĩ đến cái sự an toàn rất là cao, an toàn và sự khỏe mạnh đó, giống như sức khỏe là sự thịnh vượng á. Thì khi mà như vậy thì các anh chị sẽ chú trọng đến những cái bữa ăn chất lượng của mình, bữa ăn chất lượng là bữa ăn mà dạng như là mình thấy nó an toàn về thực phẩm đó, chứ không phải là sơn hào hải vị là chất lượng đâu các anh chị đó. Thì khi đưa vào cơ thể nó phải là an toàn cho mình, rồi đồng thời những cái thiết bị trong nhà bếp mình á, hoặc là những trong trong nhà mình luôn, kể cả những bất kể những cái khác, từ những cái quần áo rồi tủ cái gì, cái hộp nhựa hoặc là những cái đồ đựng hoặc là chén dĩa, tất cả đúng không các chị, là nghĩ chú trọng đến cái sự an toàn, và vì vậy họ chỉ đầu tư một lần cho cái sức khỏe của họ mà họ được rất là nhiều. Thứ nhất họ được sở hữu cái thiết bị để an toàn, thứ hai trong một khoảng thời gian dài họ sẽ không bị tốn tiền về bệnh tật thuốc men nhiều. Tuy nhiên cái việc này không phải là chắc chắn là sẽ không phải là bị bệnh, nhưng nó sẽ phòng ngừa rất là nhiều các anh chị. Mà anh chị để ý đa phần là những người đó thường là họ họ không phải đi vào bệnh viện gì nhiều, họ đi du lịch nhiều hơn đúng không, họ tìm những cái nơi mà gọi là ăn uống gì ngon, hoặc là họ họ chăm sóc cho con cái, đầu tư cho con cái về việc học, về việc trao đổi trò chuyện giữa người thân trong gia đình thì gắn kết, nói chung là cuộc sống của họ càng ngày càng lại càng thịnh vượng, càng hạnh phúc. Trong khi ví dụ như mình nghĩ là mình không tiếc,
mình dùng những cái mà gọi là không có tốt cho an toàn cái về chất liệu cho sức khỏe, thì dẫn đến cái việc mà một thời gian thôi nó rẻ thiệt nhưng mà mình lại phải tốn một khoản tiền đi chữa bệnh, tại vì nó không thể nào mà hôm nay các anh chị dùng là nó bệnh liền, nó tích tụ. Các anh chị thấy có những người mà tích tụ bao nhiêu năm á, nó mới ra một loạt bệnh luôn, lúc đó chữa nổi không? Chữa rất là nhiều tiền, rất là mệt, mà ảnh hưởng tâm lý cho cả gia đình luôn. Giống như trong gia đình mình có một người bệnh, một người không khỏe là tâm luôn sầu, mà sầu thì sao, nó sẽ bị ảnh hưởng, tâm phiền thì luôn phải suy nghĩ, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, công việc, đúng không anh chị? Rồi cơ thể mình nó sẽ sản sinh ra rất là nhiều gốc tự do, mình cũng sẽ lo lắng già nua hơn, rồi cũng không, tất nhiên là sẽ không không đẹp, không có xinh tươi bằng, không có năng lượng bằng, rồi kéo theo nhiều thứ lắm. Nên là với phương châm mà Bích nghĩ là cái hướng như vậy thì anh chị có thể tham khảo ha, mình có thể thay đổi cái suy nghĩ, cái lối sống của mình để mình có những cái chất lượng cuộc sống nó xịn sò, nó tốt hơn, là tốt cho mình các chị, tốt cho bản thân mình nè, chứ không nói tốt cho ai. Nhưng mà từ đó tự nhiên khách hàng nhìn vào khách hàng cũng sẽ thấy khác các anh chị. Mình không xài thôi, mình xài những cái gì mà gọi là tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như Bích nè, Bích đã xây một cái thương hiệu mà bản thân cái chất lượng cuộc sống của Bích á là tự tự nhiên Bích đón nhận được rất là nhiều cái giá trị từ những người thân bạn bè, là họ họ cứ nghĩ Bích đó là, tại vì Bích làm về ăn uống khá khá là kiểu như là nghiêng về cái an toàn á các anh chị, nên là khi những cái thiết bị trong gian bếp của Bích đó là họ hay tham khảo, họ hay nói là chị đang dùng cái loại gì, cái xong khi mà Bích chia sẻ là thường là họ họ đồng ý luôn, họ thấy ok quá cái họ mua. Thì có phải là vô hình chung là cái cuộc sống của mình đã đáp ứng được, đồng thời mình còn chia sẻ cái giá trị đó đến nhiều người, họ cũng có chất lượng cuộc sống giống như mình, có thích không các anh chị? Các anh chị đúng rồi, Mỹ Tiên nói sức khỏe là vàng, Bích nghĩ thậm chí còn hơn vàng nữa các anh chị ok đáng tiền luôn, rất thích. Dạ đúng rồi Ngọc Linh, nên là nếu anh chị nào chưa sở hữu thì Bích không biết hôm nay có chương trình khuyến mãi gì không ha, thì không 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 biết khuyến mãi gì không thì em Hòa có thể chia sẻ, hoặc là các chị nào mà có thể chia sẻ thì sẽ lên đây. Còn còn Bích là Bích biết rồi các anh chị, Bích biết khuyến mãi của máy ép với sữa hạt, tại vì Bích đang có khách hàng tập trung cái đó. Em Hòa nói cho mọi người là hôm nay cái nồi chiên không dầu có khuyến mãi gì không ha? Nồi chiên hôm nay có khuyến mãi tặng chảo cho cam 1.090.000 nha các anh chị. Ok, giảm ca này chị lắm nha. Em có luôn đây, các anh chị thấy không? Xinh không? Xinh không các anh chị? Cái chảo này mà các anh chị chỉ nha, các anh chị làm cái heo thì mà không cần phải nướng. Ví dụ các anh chị, với những anh chị nào mà ví dụ không ướp đi các anh chị. Rồi thì cái chảo cam này nè, là các anh chị giống như nãy mới nói cái đùi á, đùi gà ha, hoặc là ức gà thì hơi khô với một số anh chị, nhưng mà chỉ ăn cái đùi gà, cái thịt sớ nó ngon nhưng mà nó vẫn đảm bảo là mình không sợ béo á, là anh chị róc xương bỏ ra, xong anh chị áp, tức là chảo các anh chị không cần cho dầu, các anh chị áp cái da lên cái chảo đang dậy ra, không cần làm nóng chảo, đối với chảo chống dính là không cần làm nóng, các anh chị để lên cái bếp từ hoặc là bếp ga hoặc là bếp hồng ngoại gì cũng được hết. Các anh chị đợi để luôn cái miếng gà lên, để cái da vô cho Bích, cái xong cái để lửa vừa, để vừa thôi đừng có nóng quá, rồi tự động nó sẽ ra mỡ nha các anh chị, từ cái da gà đó nó ra rất là nhiều. Xong đó khi để xém hết thì các anh chị mới, cái phía trên là thịt gà đúng không, anh chị rắc một xíu muối thôi, một xíu muối mà muối bình thường, đừng có nêm hạt nêm gì các anh chị nha. Các anh chị dùng bột ngọt, nêm một lượng bột ngọt ít còn hơn các anh chị sử dụng hạt nêm. Bích nói thiệt, hạt nêm là cái chất tạo ngọt rất là nhiều, các anh chị có thể lên mạng sợ ha các anh chị. Thì nhưng mà tùy chất lượng hạt nêm, nhưng mà thông thường hạt nêm người ta sẽ bỏ thêm cái chất tạo ngọt nhiều hơn, còn bột ngọt chỉ là một cái chất tạo ngọt ha các anh chị. Nhưng mà chất tạo cái đó nó cũng có kích thích não ok lắm nha các anh chị. Rồi sau đó là các anh chị nó vàng, nó xém đến nỗi mà khi các anh chị ăn á, nó rất là giòn, không hề mà gọi là béo gì hết đó. Là Bích là sợ mấy cái gì kiểu như là mỡ béo á, nhưng mà Bích ăn cái đó là thấy rất ngon các anh chị. Đang sở hữu cái chảo này các anh chị thử làm nha. Còn những anh chị nào mà chưa có thì nhân tiện cái cơ hội ngày hôm nay các chị vừa sở hữu cái nồi chiên mà vừa được cái chảo, Bích rất là thích cái chảo này. Nó anh chị thấy không, sử dụng mà bây giờ nó vẫn còn còn mới,
mà do mình biết cách dùng á, mình dùng mình sẽ đừng có để lửa lớn quá. À, khi mà có đồ ăn rồi, chẳng hạn đang xào, các anh chị có thể tăng nhiệt độ lên. Sau đó mà khi mà được các anh chị giảm, chứ đừng có để mà nó mới mà anh chị để tăng nhiệt độ liền á, là nó sẽ không tốt, không bền cho cái chảo này, dẫn đến cái việc nó sẽ bong tróc, hoặc là anh chị thấy một số cái chảo ở đây nó sạn hơn nè. À, còn bây giờ các anh chị thấy bích dùng nhưng mà nó vẫn còn mới đúng không, còn ở đây nó giữ được rồi. Sau đó là và sử dụng của cái này nè, ở đây bích có các anh chị phải dùng, một là cái nhựa silicone, silicone trong trong cái nấu ăn được, hai là các anh chị dùng gỗ. Nhưng mà thông thường là hồi xưa bích cũng nói là nhựa sợ nhưng mà họ an toàn nha các anh chị, nó là nhiệt độ tới 200 mấy, là 200 mấy, nên là các anh chị sử dụng trong đây, mà ở đây nhiệt độ của đây là bích tầm 100 mấy thôi à các anh chị ha. Thì mình khi mình sử dụng mình làm vậy nó không có sao đối với cái bề mặt của cái chảo đó. Mình phải hiểu, mình phải yêu quý cái chảo này, mình phải biết cái nào để bảo vệ da mặt nó thì nó sẽ luôn có cái làn da đẹp đúng không anh chị. Thì vậy nên là khi mà sử dụng cái này, thứ nhất là gì, là một là các anh chị muốn chiên gì thì các anh chị làm nóng thì các anh chị phải cho áo một cái lớp dầu ít thôi, nhưng mà sẽ áo để nó cũng bảo vệ, là nó có cái lớp dầu ở trên đây, nó sẽ không bị làm nóng hư cái mặt này. Hai là các anh chị phải bỏ luôn cái nguyên liệu vào. Thông thường ví dụ như bích cho một xíu dầu, cái bích cho hành tỏ vào luôn để đó, xong lửa vừa thì bích đảo, xong bích cho đồ ăn vào. Không giống như cái chảo gang hoặc là chảo nhôm nha các anh chị, là các anh chị phải làm lửa nóng to lên thì nó sẽ không bị dính chảo, rồi sau đó anh chị mới nóng thì nóng, các anh chị đổ dầu vô là các anh chị bỏ cả hành tỏi vì để cho thơm lên, là anh chị bỏ đồ ăn vô, chứ không phải các anh chị có những anh chị mà để vào trong đó dầu luôn để cho nó nóng nó bốc khói lên, là cái đó cũng không có tốt, tại lúc đó cái lượng dầu của anh chị nó bị nóng quá, nó sẽ làm cái chất cũng không tốt nha các anh chị. Cho chị cho xin số điện thoại đi, số điện thoại nào hay chị hả? Chị Lê Thị Kiều Linh này, chị muốn lấy số điện thoại nào nè? Đó là cái chảo này rất bích mê. Cái này của hàng thịt chính thôi nè các anh chị. Bây giờ sao đây? Bích lấy cho các anh chị coi nha. Còn anh chị nào ở trong Zoom không? Bích nói mà mình không cần biết là đây các anh chị thấy không? Màu đẹp không các anh chị? À, đẹp không anh chị? À, mình muốn máy làm sữa hạt và lò nướng. Dạ, máy sữa hạt là 9 triệu rưỡi. À, lò nướng là có loại là 5 triệu tư, 5 triệu chín và 6 triệu chín. Thì ngon vậy đúng rồi, rất là thơm mà. À, và không giảm giá, à, bán đúng giá nhưng mà hôm nay có khuyến mãi. À, nếu mà mua máy sữa hạt, cửa hàng số điện thoại của chị để em giao lưu và học hỏi. Bích bích Facebook mà các anh chị, tại vì các anh chị ở trong Robby chịu khó nha, thông cảm với Bích làm chịu khó, thông cảm với Bích là có thể là theo dõi trên Facebook của Bích, tại vì nếu mà Bích ép các anh chị vô thì toàn người Robby của nhà mình không à, tới khách hàng của Bích, tại vì Bích cũng khá chọn lọc trong cái việc mà kết bạn, tại nhiều quá với một số anh chị mà khi mà kết bạn, Bích có một thời gian cũng là cứ mình mà kinh doanh, mà kinh doanh online, cái xong cái hồi xưa thì rất là kỹ, nhưng mà sau này là khi mà kinh doanh thì mình phải kết bạn nhiều hơn, thì dẫn đến nhiều cái nhiều nhiều anh chị thì Bích không nói nhiều anh á, nói những cái nói chung chuyện tế nhị, Bích Bích thấy nó có vấn đề không ổn nên là Bích thôi. Là một cái, thứ hai là người nhà Robby mình không à, thì thôi mình theo dõi để học hỏi với nhau, tương tác với nhau qua lại thôi, còn lại để dành cho Bích, để Bích có thể khách hàng nha các anh chị nha. Được không các anh chị? Cảm ơn các anh chị đã có những cái tình cảm ưu ái hoặc là dành cho Bích, nhưng mà mong các anh chị thông cảm với Bích nha, tại vì số lượng là chỉ có được 5.000 và Bích muốn là dành cho những khách hàng mà lạ để họ vô thì khi mà họ tương tác nó sẽ tiện hơn, còn nhà mình thì mình biết là mình theo dõi thôi ha các anh chị ha, hoặc là Zalo của Bích thì Bích cũng có trong cái nhóm của sữa hạt, nói chung là Kuchen, tất cả Kuchen và sản phẩm dinh dưỡng nhà Lagip là Bích có mặt ở trong đó hết, nên các anh chị cứ tìm ra sợp Bích Đặng và các anh chị có thể kết nối được không các anh chị ha.
Rồi Bích cũng chia sẻ và thỉnh thoảng là Bích nghĩ là sắp tới đây Bích sắp xếp được thời gian ấy, thì Bích sẽ lên Zoom nhiều hơn, chia sẻ những cái này cho anh chị. Hoặc là Bích livestream thì tiện hơn ha, cũng không mất thời gian về cái việc mà cố định cái thời gian cho anh chị. Mà thường Bích live buổi trưa, thì thời gian trưa là 12 giờ, thì các anh chị có thể là tranh thủ cái khoảng thời gian mình được nghỉ trưa ở công sở hoặc là ở nhà gì đó thì mình coi nó cũng tiện hơn. Thì Bích chia sẻ những cái gì mà Bích biết, những cái gì mà Bích đang làm, đang dùng với anh chị thôi, chứ còn việc mà anh chị mua, các anh chị bán thì từ đó nó sẽ phát triển thêm nữa thôi các chị. Rồi, ngon không anh chị? Rất là thơm luôn. Rồi rồi, anh chị thấy ngon không anh chị? Cực kỳ ngon. Nhanh không? Nhanh mà các anh chị không phải làm gì, bỏ vô ướp thôi, rửa sạch bỏ vô ướp thôi, đúng không chị? Ok, dạ cảm ơn chị Kiều Linh nè. Rồi xin vâng tưởng mới biết ngon. Rồi ok, mai mốt lại lại kho khu chen luôn, nguyên cái gian bếp đó Bích sẽ làm ha, làm cho những anh chị em ở đó để có thể thưởng thức. Ví dụ như Bích sẽ làm kim chi thì ăn với cái sườn nướng đó các chị rất là ngon. Rồi mà kim chi theo khẩu vị của người Việt Nam nha các anh chị, chứ không Bích không làm theo vị của Hàn, tại vì Hàn thì hơi khó ăn đối với người Việt Nam mình. Ok rồi, Zoom đến đây là Bích thấy là lố giờ quá nhiều, và hồi sáng giờ Bích chiếm sóng coi như 100% luôn rồi các anh chị. Rồi cảm ơn Bích, cảm ơn rất là nhiều các anh chị đã còn ở lại Zoom này nghe những gì Bích chia sẻ về những cái mà món ăn mà Bích cảm thấy nó gửi hết những cái tình yêu thương và những món ăn của mình. Hai anh chị có lỗi gì đâu. Chưa 8 giờ bộ ơi, quá luôn bộ. Rồi Bích cảm ơn các anh chị rất nhiều, chúc các anh chị luôn luôn được mạnh khỏe, bình an và thành công nhé. Rồi Bích xin trả lại mic cho em Tấn Hà, cho BDV Cool Chain. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Đói Rồi quá mọi người à, mọi giờ. người cho chị Bích mấy điểm, mọi người cho chị Bích mấy điểm hôm nay là nghĩ là sẽ làm 8 món đãi Tấn Hòa mà nãy giờ mới 4-5 món mọi người ha, chưa đủ luôn, cho nên là hôm nay Tấn Hòa vẫn chưa có vợ và Tấn Hòa vẫn còn độc thân mọi người nha. Hẹn Bích bữa khác là lên 8 món lại và chúng ta sẽ làm từ lúc 5 giờ, không có mục tiêu, không có cái gì đó luôn, thì mới kịp giờ mọi người nha. Ok, mọi người cho chị Bích mấy điểm, mọi người có thể tương tác cùng với chị Bích và cho chị Bích một cái lời cảm ơn đi cả nhà nha. Sáng chị Bích đã dậy rất là sớm và chị Bích nói chung là cái tình yêu của Jen của chị Bích với Lai Gip rồi đó là nó vô cùng lớn mọi người, và chưa một lần là từ chối những cái sản phẩm mà chị Bích yêu thích hết, chẳng hạn như Jen á là chưa một lần từ chối, mời là có mặt, mời là có mặt nha, còn cái nào mà không thích thì thôi nó đừng có nói tới, là đừng có mời luôn, đừng có nghĩ tới là sẽ mời được, cho nên là đừng có mời luôn kiểu vậy đó. Cho nên cái nết này cũng dữ lắm, thích thì làm còn không thích thì thôi mọi người ha, thích thì bán còn không thích thì thôi kiểu vậy đó, cho nên là đó, bây giờ vẫn còn liên tiếp còn chỉ chĩa lên màn hình nữa kìa chưa nói đủ nữa, chưa nói đủ nữa rồi thì thật ra thì nói về Kuchen á, Thúy cũng rất là yêu Kuchen, nhưng mà nói về cái sự nhiệt quyết và lăn lộn trong căn bếp như là chị Bích thì Thúy là thuộc cái dạng làm biếng hơn nha, nhưng mà nhờ những cái thiết bị của Kuchen thì mình thấy rằng cái cuộc sống gia đình của mình ấy nó dễ chịu hơn, nó nhẹ nhàng hơn, và những cái lúc mà mình không thể làm được thì ông xã mình vẫn có thể nhờ những cái thiết bị đó mà chỉnh chu hơn trong cái bữa ăn của gia đình, không nhất thiết là lúc nào mình cũng phải có mặt và không nhất thiết là lúc nào cũng mình là cái người ở trong bếp thì mới được, cho nên nó thấy thấy thực sự là cái cuộc sống của mình nó rất là nhẹ nhàng, và từ những cái nhẹ nhàng đó thì mình có thể là mình kiếm được nhiều tiền hơn ở những cái nơi khác mọi người ạ. Và cái cuối kết hôm nay là Thúy sẽ chia sẻ cái chương trình khuyến mãi của tháng 9 ha, mọi người xem là mình có đang có mong muốn là mình sở hữu được cái gì, thì mình chốt ngay nha. Rồi, cái sản phẩm đầu tiên đó là hai cái nồi chiên ha, một cái nồi chiên là 5,4 triệu và một cái nồi chiên là 6,99 triệu, thì mình số lượng là 100 cái, và tất cả những chương trình khuyến mãi là tới cuối tháng 9, 30 tháng 9 thì mình sẽ được tặng một cái chảo mọi người ha, cái chảo này là 1,090 triệu nha mọi người, cái chảo là lòng cạn ha. Rồi
Nói về nồi chiên không dầu thì mọi người thấy như chị Bích nói rồi, một vài cái gọi là cái cơ bản thôi chứ chưa khỏi là những cái món từ nồi chiên không dầu. Chúng ta có một những cái nhóm, những cái công thức nấu ăn từ nồi chiên không dầu thì mọi người có thể vào đó, và Tấn Hòa đã gửi những cái link đó rồi. Thì ở trong đó chúng ta sẽ giao lưu những cái món ăn cùng với nhau. Và mọi người thấy không? Rõ ràng khi mà hồi trước đây mà ví dụ như chiên rang đậu phộng thì mình rất là mỏi tay, rất là mỏi tay và mất nhiều thời gian. Cho nên là mỗi lần rang mình mỗi lần cực, cho nên mình rang nhiều, và đôi khi mình để mình bảo quản không tốt thì nó lại bị hôi dầu. Còn giờ là chỉ cần vài phút thôi là mọi người sẽ có được một cái mẻ đậu phộng ăn liền rồi. Hoặc là như là bánh phồng phồng tôm ấy, làm xong là ăn liền luôn đúng không, mà không có một miếng dầu nào luôn. Mọi người thấy không, từ lúc có nồi chiên không dầu á là coi như cái chai dầu ăn của mình á là nó giống như là nó lâu lâu lắm nó mới mới được đụng tới một lần á, là đỡ đỡ rất là nhiều ha. Kiêng luôn dầu, và cái nồi chiên này á là nó có thể là nó tách béo được lên tới 80% mọi người nha. Rồi ha. Cái thứ hai là một cái sản phẩm, đó là máy ép chậm của Kuchen. Thì cái máy ép chậm này thì khỏi nói rồi, hầu như là rất nhiều Zoom nói về máy ép chậm này rồi. Máy ép chậm mà nó không hề chậm, máy ép chậm mà nó ép rất nhanh, và nó giữ nguyên được cái enzyme nè, và nó vệ sinh rất là dễ dàng nè. Ví dụ như những cái máy khác thì mọi người thấy ở phía bên trong của nó là cái gì? Nó là sẽ có những cái lưới bằng kim loại, và nó nhỏ 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 chi chít và mình vệ sinh rất khó đúng không? Còn cái này là không, rất là dễ dàng ha. Và khi mà mình sở hữu được cái máy này á, là thứ nhất mình lo cho gia đình, còn một số các gọi là một số là các bạn đại lý khác á, của Thí là cũng lấy cái này để mà mình bán á, mở cái cửa hàng sinh tố rồi á, là mở cái cửa hàng máy ép đó là mình ép luôn. Và cái máy ép này có thể làm kem được mọi người nha. Và chương trình khuyến mãi hôm nay á thì cái máy ép sẽ được tặng tâm nước và bàn chải sóng âm luôn mọi người. Và nha là nó rất là nhiều ha. Bàn chải sóng âm này thì 1.850.000, còn cái tâm nước này là triệu mấy quên rồi qua đó. Thì hai cái này á mọi người biết không, cái tâm nước này nè là sử dụng cực kỳ sạch răng luôn, và những cái người nào mà đang niềng răng á thì nó là một cái lợi thế, và nó giúp cho răng sạch rất là sâu. Từ những cái kẽ răng á, những người bị niềng răng rất là khó đánh răng, và người ăn vô là hay bị dính dính đúng không, rất là khó chịu. Thì cái tâm nước này cái lực của nó rất là mạnh, và nó có bốn cái đầu. Cái đầu làm, và nó có một cái đầu để chuyên dụng cho cái người mà đi niềng răng đó, và nó xịt cái lực mạnh lắm cả nhà. Răng của mình mọi người khi mà xịt xong á là mình thấy rằng nó sạch rất là sâu, và những cái người mà hay bị hôi miệng và những cái chỗ kẽ sâu á nó không có ra được hết cái mảng bám thức ăn á, thì mình xịt cái này á là lúc mà mình xúc cái miệng ra là nó ra hết trơn luôn cả nhà, rất là sạch ha. Rồi. Cho nên sản phẩm mà quà tặng của Kuchen là nó xịn như vậy á, chứ không phải là hầu như là ở Robby là nó, những cái sản phẩm mà tặng kèm toàn là những cái sản phẩm mà đang kinh doanh không, chứ không phải là cái hàng gì đó trôi nổi mà tặng cho có mọi người ha, rất là xịn. Rồi tiếp theo nữa là chúng ta có thể đổi cái khuyến mãi là khi mua máy ép thì có thể là mua cái nồi chiên 6.990.000 này chỉ với giá 2 triệu thôi, là mình hời là cả 5 triệu ở trong đây rồi ha. Thì tùy theo mọi người chọn cái chương trình khuyến mãi nào thì chúng ta đặt hàng cái đó. Rồi tiếp theo nữa là cái máy sửa hạt. Máy sửa hạt này á, nó có một cái tính năng là mọi người biết là nó không cần phải rửa. Thường thường máy sửa hạt thì mình phải đi rửa đúng không, còn cái này là làm xong rồi uống rồi là cứ đổ nước sẵn ở trong đây và nó tự vệ sinh luôn, sướng thấy mồ luôn. Cho nên là ngày nào cũng nấu cũng không phải lo, cũng không phải ngại. Và cái chương trình khuyến mãi thì cũng cái chương trình mua máy sửa hạt tặng bàn chải này thì tới 18 tháng 9 là hôm nay hết rồi. Hôm nay hết rồi á hả, thấy trên banner hôm nay hết rồi, và được tặng cái bàn chải sóng âm nha mọi người. Máy sửa hạt 9.500.000 tặng bàn chải sóng âm. Rồi siêu hot, siêu phẩm mới vừa ra đời cách đây không lâu, đó là cái máy sấy tóc sóng âm, tặng cái máy xay đa năng 1.200.000. Đó mọi người thấy không, cái máy này mình có thể như hôm qua mentor Mai Hậu có chia sẻ là định mua một cái máy như thế này cũng tương tự như thế này của một thương hiệu khác, nó có giá là 15 triệu, trong khi đó cái này có 5 triệu chín thôi mọi người ha. Và nó có những cái đầu nè,
Những cái đầu này là nó để giúp cho, một cái là để cho thẳng tóc, một cái là để uốn cong, một cái sấy, một cái để tạo nếp, vân vân nè. Đó. Thì khi mà mình ví dụ như mình sấy một cái bàn, một cái máy sấy thông thường á, thì mình nếu mà tóc mình ướt á, mình sẽ sấy rất là lâu nó mới khô. Còn cái này á là nó sấy bằng sóng âm, cho nên là nó gọi là nó luồn sâu vào trong cái chân tóc của mình á, mà tóc của mình khô rất nhanh mọi người nha. À, rất là nhanh, và nó còn không hiểu cái cơ chế như thế nào nhưng mà nó có thể làm mượt tóc rồi. Và đến được tặng cái máy xay thịt là 1,2 triệu. Tiếp theo thì chúng ta có cái phần là mua bộ nồi chảo phủ kim cương, tặng cái tăm nước 1,860,000. Đây, một cái bộ nồi và tặng một cái tăm nước rất là xịn ha, 1,860,000. Tiếp theo nữa là mua bếp điện từ, ba ba bếp nè, MI 272 hoặc là MI 918, thì tặng máy xay thực phẩm, máy xay thịt. Máy xay thịt này nè, mọi người thấy nãy lúc nãy chị Bích có nói ha, là tặng, là mình có thể làm được chà bông nè. Cái này với lại thêm cái nồi chiên không dầu nữa thì mọi người làm chà bông cực nhẹ luôn. Đó là mình, cái thịt thì mình, các anh chị thấy là thuộc dạng làm biếng đó, làm nhưng mà cũng nhờ mấy cái này mà nó mình cũng siêng hơn xíu. Đó là mình ví dụ như làm chà bông thì mọi người sẽ rim thịt và gia vị đồ xong xuôi hết, sau đó mình xé ra một ít, mình xé sơ 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 xong mình bỏ vô đây. Nó có một cái dao gọi là dao silicon á, là mình đánh nó tơi lên hết mọi người. Sau khi tơi nó lên hết rồi, mọi người cũng không cần phải đứng ram cho nó khô lại, mà mình sẽ bỏ, mình phơi ra, mình phơi nhẹ nhẹ nó ra trên cái nồi chiên không dầu á, xong sau đó mình để chế độ là sấy trái cây rồi. Vậy thôi là hồi nữa có ăn rồi đó mọi người ha. Rồi tiếp theo nữa, mua máy giặt nè, mua máy giặt, hai cái loại máy giặt DK 287, 2381, hoặc là máy sấy, một cái máy giặt, một cái máy sấy là 810420, thì chúng ta sẽ được tặng một cái nồi chiên không dầu là 5,4 triệu, số lượng là 100 cái và nó hết hạn là ngày hôm nay, hết ngày hôm nay. Rồi robot hút bụi lau nhà, một cái máy mới nè, BBR 8882, thì tặng máy xay thực phẩm, thực phẩm, máy xay thịt. Cái máy cái con robot này là con robot mới cả nhà ha, nó có tích hợp những cái mới và nó ứng dụng theo công nghệ AI, để giúp ghi nhớ nhiều hơn, sử dụng được nhiều cái tính năng hơn nè. Đó thì được tặng cái máy xay này 1,2 triệu và nó có cái hiệu lực là đến 30 tháng 9. Rồi mua máy rửa bát thì KU 80365 80354, thì chúng ta được tặng cái nồi chiên không dầu là 5,4 triệu, số lượng cũng 100 cái. Đó là tất cả những cái chương trình khuyến mãi trong ngày hôm nay. Thì chương trình khuyến mãi không phải trong ngày hôm nay mà có những cái trong hôm nay và có những cái cuối tháng 9, như là Thí đã chia sẻ ha. Thì mọi người tranh thủ chốt đơn để chúng ta chốt được những cái deal hời mà BTB đã hỗ trợ. Rồi ok, cảm ơn cả nhà rất là nhiều và chúc cho cả nhà thành công ở cái kinh doanh với Kuchen nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Chúc mọi người ngày mới năng lượng như bảo đơn nhé.